giả của kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Nhật Kim Anh ngầm trách chồng cũ, thẳng thắn bày tỏ mong muốn đòi lại con trai. Ngoài việc chia sẻ về những mất mát trong năm 2019, Nhật Kim Anh cũng hy vọng rằng trong năm 2020 sẽ được sum vầy bên con trai Bửu Long. Vừa qua, Nhật Kim Anh thu hút sự quan tâm của dân mạng khi có bài viết dài chia sẻ về những điều trải qua trong suốt những năm 2019. Nữ diễn viên cho rằng 2019 là một năm khá công bằng, khi cô được nhiều mà mất cũng không ít. Mở đầu, Nhật Kim Anh nói về những điều mất mát trong năm cũ. Điều mất đầu tiên chính là mất trộm và bị lừa 50 triệu đồng trên Facebook cùng nhiều cú lừa khác. Vụ ăn trộm không chỉ mất tiền mà mất luôn nhiều chiếc nhẫn rất quý, có chiếc còn chưa kịp đeo nữa. Điều thứ hai không gì khác chính là thời gian, khi phải tập trung lên kế hoạch và đưa hai công ty vào quỹ đạo. Có hôm cùng các cộng sự chỉ kịp ăn vội, vài muỗng cơm rồi chạy. Thậm chí chỉ uống nước cả ngày, ngủ thì chẳng đủ giấc. Cũng vì thế mà Nhật Kim Anh mất đi cơ hội tham gia vào các phim lớn. Điều mất thứ ba là khi mà tâm trạng để quá nhiều vào kinh doanh, chắc chắn bạn sẽ không đủ tỉnh táo và hết mình với nghệ thuật 100%, cơ hội sẽ mất đi theo cách này hoặc cách khác. Cái mất tiếp theo chính là sức khỏe, đây tuyệt đối là thứ mà chúng ta nên giữ. Nhật Kim Anh đã tâm niệm rất rõ điều này sau những pha ra vào bệnh viện và truyền nước tại nhà. Sức khỏe là thứ mà đã mất đi rồi, sẽ khó lòng kiếm lại nên phải biết quý trọng. Thế nhưng mất mát lớn nhất khiến Nhật Kim Anh buồn bã suy nghĩ mãi chính là tình cảm của những người mà cô đã từng nghĩ họ mãi mãi ở bên mình, đứng về phía mình, họ đã từng cho mình hạnh phúc, cho mình những viễn cảnh rất tươi đẹp về một mái ấm thật sự, nhưng rốt cuộc thì chẳng điều gì dễ dàng. Không ai cam đoan bạn sẽ giữ được những điều bạn muốn mãi mãi, nhất là khi đối phương đã muốn thay đổi, muốn đẩy bạn ra khỏi cuộc đời họ thì bạn chỉ còn cách học yêu bản thân mình hơn là yêu họ. Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, trong những điều mình đã mất vẫn sinh ra những điều có. Đó là kinh nghiệm, là trải nghiệm sau những lần mất mát, vấp ngã, những lần bị đối xử tệ, gặp khó khăn trong cuộc sống. Mình đã vượt qua được thời gian khổ cực, buồn bã, suy sụp, đó tức là mình đã chiến thắng một phần nào đó và có được sự đề phòng trong tương lai. Cũng vì dành thời gian lo cho công ty, công việc mà bù lại, mình đã có thể đổi được những thứ mới như nhà, xe và có thể lo cho các cháu đi học cũng như gia đình ổn định, ấm no hơn, đặc biệt là có một cuộc sống bớt lo nghĩ. Điều hy vọng lớn nhất đó chính là được sum vầy bên con trai Bửu Long trong tương lai, nữ diễn viên bày tỏ. Tháng 6, 2019, Nhật Kim Anh xác nhận ly hôn. Sau 2 năm vướng tin đồn trục trặc tình cảm, hiện tại nữ diễn viên sống một mình ở thành phố, tiếp tục theo đuổi hoạt động nghệ thuật và làm kinh doanh. Trong khi đó, chồng cũ của cô Bửu Lộc đang sống ở Cần Thơ và nuôi con trai chung của cả hai. Sau khi tiết lộ đường ai nấy đi với doanh nhân Bửu Lộc, cuộc sống của Nhật Kim Anh gặp khá nhiều sóng gió. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái buồn bã, mệt mỏi, hoang mang. Nguyên nhân chính dẫn đến tình cảnh này được cho là xuất phát từ nỗi uất ức, bức xúc của cô dành cho chồng cũ vì không được gặp con sau ly hôn. Theo Nhật Kim Anh, trước khi lên tiếng tố chồng cũ không cho mình gặp con, cô đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều. Nữ diễn viên từng cắn răng chịu đựng, chấp nhận im lặng suốt thời gian dài. Thế nhưng càng nhẫn nhịn thì chồng doanh nhân càng lấn tới, khiến mọi chuyện dần dần vượt quá giới hạn chịu đựng. Đỉnh điểm là việc rất nhiều lần anh Lộc không muốn cho tôi được tiếp xúc với con, được gần gũi con trai mình. Tôi đã chờ đợi suốt 2 mùa hè rồi và đến lượt hè năm nay. Tôi muốn được dẫn con trai lên Sài Gòn để đưa con đi đây đi đó chơi, nhưng anh không đồng ý, chỉ cho phép tôi về Cần Thơ gặp con. Điều đó khiến tôi rất bức xúc, Nhật Kim Anh chia sẻ.